Dạ Nam Mô Răng Kha. Dạ con bữa nay bị hố rồi. Dạ con canh sao mà con cung thỉnh Pháp Sư xong còn dư tới 3 phút. Dạ nếu Đại Đức Pháp Hạnh có hoan hỷ thì con xin phép. Dạ xa thú con tri ân sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính thảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Hạnh từ bi hoan hỷ đăng đàn. À, để cho chúng con được nghe một bài pháp hôm nay là tám đặc tính để biết pháp và luật thật. Nam mô Bụt Tha. Dạ được quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp online được an vui tiến hóa. Dạ sa thú con kính nhân mít đến. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sằng Khà. Dạ dạ rất cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết được âm thanh nghe rõ. Bụt Tha. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sằng Khà. Dạ con sẽ thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo và chư Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Dạ giờ đây thì chúng ta bước vào cái một cái pháp lễ ngày chủ nhật, và ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày ngày 1 tháng 2 năm 2015. Dạ nhằm ngày 13 tháng 12 năm 2014, dạ, Phật lịch 2558. Để trước trước khi chúng ta bước vào bài pháp ngày tối hôm nay thì chúng ta hướng tâm đến Tam Bảo đảnh lễ ở Tam Bảo một cách tóm tắt, và sau đó chúng ta sẽ bước vào cái thời pháp ngày hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ Samanta Chakavale Suacharachan Tu Devata Satthamang Muniraja Sasunang Tu Sangha Mokkadang Dhamma Savanakalo Ayam Padanta Dhamma Savanakalo Ayam Padanta Dhamma Savanakalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivademi. Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Bhagavato Sawakasangho Sanghang Namami Atayassa. Đệ tử xin thân tịnh thân khẩu ý đảnh lễ tán dương Đức Tam Bảo là chư Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy của trời người, cha lành của bốn loài. Giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn có công năng hướng thượng chữa được các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Tăng bảo là những vị thánh tăng hoặc còn phàm, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do sự thành kính đảnh lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin chia đều phần phước này đến chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ cùng quý Phật tử trong đạo tràng Pháp Cú Kinh ngày hôm nay được 5 điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đạo quả niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ kính kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý bà quý cô tu nữ cùng quý Phật tử. Dạ thì chúng tôi xin phép được nhắc lại là hôm nay là chủ nhật ngày 1 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 13 tháng 12 năm 2014 hoặc là 2558, và cũng là một ngày giảng pháp lệ của chúng tôi trên Rung Pháp của kênh chuyên đề. Dạ thì thời thời giảng pháp hôm nay chúng tôi xin
xin phép được trình bày có cái tựa đề là tám đặc tính bậc thật. Thái ni giá cha nanak lakhana. Dạ thì kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, dạ thì đối với giáo lý của Đức Phật á, mà Đức Phật ngài đã dạy á, thật sự ra thì có rất là nhiều, dạ, những cái pháp ấy đều có cái hiệu năng mà để đưa đến cái sự giải thoát, dạ, những cái pháp ấy nó có thể gồm lại trong ba câu là tránh xa các điều ác, làm các điều lành và giữ cho tâm được trong sạch, dạ. Và kính thưa quý vị, mặc dầu như vậy, nhưng chúng ta cần phải hiểu thêm là bởi vì á, hiện nay á, nó có rất là nhiều những cái tôn giáo, và ngoại trừ ở đây chúng tôi nói là ngoại trừ Thiên Chúa giáo thì tất cả còn lại đều nó có cái nhãn hiệu là Phật giáo cả, và cũng đều khuyên chúng ta là tránh giữ, chúng ta đều khuyên chúng ta là làm lành, dạ. Thì có như thế thì chúng ta mới theo, chứ đâu có cái đạo nào mà khuyên chúng ta làm ác bao giờ đâu, đúng không thưa quý vị? Dạ thì như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có thể phân biệt được đâu mới chính là cái lời dạy của Đức Phật, dạ, làm thế nào để chúng ta phân biệt đâu mới chính là cái lời dạy của Đức Phật, đâu mới chính là cái lời dạy của Đức Phật. Và ở đây cũng chính là, và như vậy thì đây cũng chính là cái điều trọng yếu mà tối hôm nay chúng tôi cũng gửi đến trong cái bài pháp ngày hôm nay, dạ. Đây đó cũng là một cái điều trọng yếu mà chúng tôi muốn gửi lại, muốn chia sẻ với quý vị trong cái bài pháp ngày hôm nay là như thế nào mà để chúng ta phân biệt được thế nào là pháp và luật thật của Đức Phật, dạ. Kính thưa quý vị, thì theo lẽ thường á, thì ở trên đời này á, thì những cái vật nào mà được người ta ưa chuộng, như là ví dụ như là những cái vật tốt hay là thuốc hay hay là vân vân á, dạ, thì thường á, những thì thường thì có những cái người mà họ hay lợi dụng những cái nhãn hiệu đó để họ làm những cái đồ giả đó, thưa quý vị, dạ, để mà sinh lợi. Thì cũng vậy, khi mà Đức Phật ngày ra đời á, dạ, thì ngài khi mà ngài tuyên thuyết những cái pháp mà ngài đã giác ngộ thì có cái hiệu năng mà đưa đến cái sự an lạc á, dạ, thì những cái lời dạy đó được chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn lưu truyền và vạn mục và quảng bá rộng rãi trong cái thời một trong cái thế gian này, dạ. Thì như vậy được cũng được nhiều người họ ưa chuộng, họ tín ngưỡng và họ hành theo, dạ. Thì như vậy cũng có một số người á, dạ, thì cũng có một số người cũng có một số người lợi dụng cái cơ hội đó, dạ, thì lấy cái danh nghĩa là Phật giáo, tuy là họ lấy cái danh nghĩa là Phật giáo nhưng mà để họ đặt cho họ để họ đặt cho họ một cái chủ thuyết, một cái tư kiến của mình, và có đôi khi họ còn tự sửa đổi những cái giáo điều của Đức Phật nữa, dạ, để mà được nhiều người, để chi vậy, để mà được nhiều người theo, nhiều người tín ngưỡng theo, thưa quý vị, dạ. Thì kính thưa quý vị, thì vì những cái lý do như vậy cho nên ngày hôm nay á, vì những cái lý do như vậy cho nên ngày hôm nay có rất là nhiều những cái đoàn thể tôn giáo, như là ở trong nhưng ở trong thực tế á, những cái chủ trương giáo lý đều có sự cái mâu thuẫn, dạ, đều có sự mâu thuẫn tương phản lẫn nhau cả, dạ. Khi mà đứng trước cái sự kiện đó đó, dạ, khi mà mình đứng trước cái sự kiện đó thì có những người Phật tử họ đâm ra có cái sự hoang mang, dạ, họ nghi ngờ, không có biết đâu là tà đâu là chánh, dạ, không có biết đâu là tà đâu là chánh, đâu là đúng hay đâu là sai, thưa quý vị, dạ, thì không không biết nên tin điều nào, không biết nên bỏ điều nào, dạ,
không biết nên tin điều nào, không biết nên bỏ điều nào. Thì như vậy, kính thưa quý vị, cái sự kiện mà chúng tôi vừa nói ở trên á, thì những cái sự kiện này chẳng không phải là mới xảy ra đâu thưa quý vị. Mà khi ở trong kinh sách để lại á, ngay ngay khi mà cách đây 25 thế kỷ trước đó, lúc mà Đức Phật ngài ngài còn tại thế á, cũng đã có xảy ra những cái việc như vậy rồi, chứ không phải là như chúng tôi mới vừa nói đâu, mà trước khi 25 thế kỷ lần trước thì đã có những cái sự việc như vậy xảy ra. Thì cái câu chuyện đó là, thì một lần nọ Đức Thế Tôn ngài ngự đến xứ Kê Sát Bút Tá đó. Thì lúc bấy giờ người dân Kalama đó mới đến bạch với Đức Thế Tôn, bạch với Đức Thế Tôn rằng là kính bạch Đức Thế Tôn, mà có nhiều vị tu sĩ, có nhiều vị bà la môn đến đây khuyến giáo, mà người nào cũng khuyên dân chúng nên tin theo mình. Người nào cũng khuyên dân chúng nên tin theo mình. Mà đừng có tin theo cái lời nói của vị tu sĩ khác. Thì rốt cuộc dân dân xứ này không có biết là nên tin vào ai hết á. Dân xứ này không biết tin vào ai. Thì sau khi mà nghe như vậy á, thì Đức Thế Tôn ngài ngài mới dạy rằng à Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng là quả thật vậy, hỏi những người xứ Kalama, các ngươi nghi ngờ là phải. Thì ở trong cái trường hợp này không thể nào mà không có phát sinh cái sự hoài nghi được. Rồi Đức Phật ngài mới dạy tiếp rằng là hỏi những người Kalama, các người khoan khoan vội tin. Các người khoan vội tin những điều gì mà chỉ nghe do sự nói lại, hay là vì những cái tập tục cổ truyền, hay là những cái lời đồn đại, hay là những cái lời mà được ghi chép trong kinh sách, hay là do mình tự suy đoán ra bởi bởi cái hình thức bên ngoài, chỉ cái vì điều ấy, hoặc là chỉ vì người người nào nói, hoặc là chỉ người vì người nào nói là vị thầy này là vị thầy đó đáng kính trọng, những cái lời nói của vị đó là mình tin theo. Thì khoan đã, mà các người, Đức Phật nói là mà các người hãy dùng trí tuệ để mà suy xét rõ cái điều đó là bất thiện, cái điều đó là bất thiện hay là thiện. Khi mà làm á, sẽ bị, nếu mà những cái điều đó là những điều bất thiện, thì khi mà làm thì sẽ bị các bậc thánh như thế nào, các bậc thánh hay là các bậc trí hiền trí đó sẽ chê trách. Mà nếu mà chúng ta làm nữa thì sẽ có cái quả báo là khổ đau và về sau này. Thì những cái điều đó các ngươi không có không các người đó những cái điều đó các ngươi nên từ bỏ, đừng có hành theo. Trái lại, khi mà các ngươi dùng trí tuệ á, suy xét biết rõ rằng là đây là cái điều thiện, khi mà hành theo sẽ được các bậc trí mà tán dương. Nếu mà khi mà chúng ta nếu mà làm á, thì sẽ được những cái quả báo an vui. Nếu mà làm thì được những quả báo an vui, thì các người nên chấp nhận các người nên chấp nhận và thọ trì thực hành những cái điều đó. Thì kính thưa quý vị, qua cái kim ngôn của Đức Thế Tôn, qua kim ngôn của Đức Thế Tôn thì cho chúng ta hiểu một điều rằng, Đức Phật ngài khuyến dạy cho chúng ta rằng á, là đối với những người mà tìm chân lý á, trước khi mà muốn chấp nhận một cái điều gì thì cái người đó phải như thế nào, thì cái người đó là phải dùng cái trí tuệ và phải dùng cái trí tuệ để mà suy xét và để mà suy xét suy xét rồi suy luận sau và cho thật kỹ càng bằng một cái thái độ mà thận trọng, rồi sau đó thì mới chấp nhận hay là phủ nhận, thì sau đó thì mới chấp nhận hay là phủ nhận, chứ không phải là khi mà cái người đó họ nói ra cái điều gì mình tin răm rắp như vậy thì cũng không có nên. Mà Đức Phật ngài dạy chúng ta là phải suy xét cái lời đó, mình khoan gọi tin và cũng khoan gọi bác bỏ, mà hãy dùng trí tuệ để mà mình suy xét. Còn nói một cái cách chi tiết, nó nếu mà chúng ta nói thành một cách chi tiết hơn á, thì ở trong
ở trong kinh Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật ngài đã dạy cho bà Gotami tám cái pháp là tiêu chuẩn để mà suy nghiệm thế nào là pháp và luật, thế nào là pháp, thế nào là phi pháp, thế nào là chánh pháp, thì ở trong Tăng Chi Đức Phật đã dạy cho bà Gotami rằng, hãy hãy nên suy nghiệm như vậy, thì cái pháp đầu tiên, pháp đầu tiên là cái pháp nào đưa đến cái sự tham dục, không đưa đến cái sự ly tham, cái pháp thứ hai là cái pháp nào đưa đến cái sự phiền não, không đưa đến cái sự diệt phiền não, cái pháp thứ ba là pháp nào mà đưa đến cái sự khổ đau, không đưa đến cái sự an vui, đó là cái pháp thứ ba. Còn pháp thứ tư là pháp nào mà đưa đến cái sự đa tham, không đưa đến cái sự thiểu dục. Pháp thứ năm là pháp nào mà đưa đến cái sự tụ hợp ồn ào, không đưa đến cái sự thanh tịnh độc cư. Pháp thứ sáu là pháp nào mà đưa đến cái sự lười biếng, không đưa đến cái sự tinh cần. Pháp thứ bảy là pháp nào mà đưa đến cái sự nan dưỡng, không đưa đến cái sự lợi dụng. Và pháp thứ tám là pháp nào đưa đến cái sự không có chi túc, không có đưa đến cái sự chi túc. Thì như vậy thì những cái pháp ấy không phải là pháp và luật của Như Lai. Thì những cái pháp ấy không phải là pháp và luật của Đức Phật. Thì không phải đó không phải là những cái lời dạy của Đức Phật. Ngược lại, kính thưa quý vị, ngược lại này Gotami, những cái pháp nào mà đưa đến cái sự ly tham, không đưa đến cái sự tham 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 dục, thì cái pháp đó là pháp của Như Lai. Pháp thứ hai là pháp nào mà đưa đến cái sự diệt phiền não, không đưa đến cái sự phiền não, đó là pháp của Như Lai. Pháp nào mà đưa đến cái sự an lạc, không đưa đến cái sự khổ đau, đó là pháp của Như Lai. Pháp nào mà đưa đến cái sự thiểu dục, không đưa đến cái sự đa tham, đó là pháp của Như Lai. Thứ năm là pháp nào mà đưa đến cái sự thanh tịnh tập cư, không đưa đến cái sự tụ tập ồn ào, thì đó là pháp của Như Lai. Thứ sáu là pháp nào mà đưa đến cái sự tinh cần, không đưa đến cái sự lười biếng, đó là pháp của Như Lai. Thứ bảy là pháp nào mà đưa đến cái sự chi túc, không đưa đến cái sự không có chi túc, đó là pháp của Như Lai. Pháp nào mà đưa đến cái sự dễ nuôi chứ không phải đưa đến cái sự khó nuôi, thì đó là pháp của Như Lai. Thì những pháp ấy á, tiếp tục cái bài kinh đó là Đức Phật Tôn mình nói là thì những pháp ấy này Gotami là pháp và luật của Như Lai, là giáo điều của Như Lai. Và như vậy, kính thưa quý vị, những cái pháp tiêu chuẩn để mà trắc nghiệm thế nào là Phật pháp, thế nào là pháp và luật, đã được Đức Thế Tôn ngài đã chỉ dạy một cách tóm tắt. Điều đó đã được Đức Thế Tôn ngài đã dạy một cách tóm tắt. Và như vậy thì bây giờ chúng tôi xin xin trình bày, xin xin phép được xin xin được giải thích rộng rãi thêm để mà chúng ta có thể nếu như những vị nào mà đã nghe qua rồi thì chúng ta có thể ôn lại những cái thi pháp, còn những vị nào chưa nghe thì chúng ta sẽ học được thêm. Thì kính thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi xin trình bày về về pháp đầu tiên là thế nào mà đưa đến cái sự thế nào mà đưa đến cái, đến thế nào là pháp đưa đến cái sự ly tham, không đưa đến cái sự tham. Thì đầu tiên chúng tôi xin phép được trình bày cái thi pháp này. Thì kính thưa quý vị, tham á, tham á là một cái sự ái trược, cái sự nhiễm đắm, cái sự khát vọng. Thì đối với những cái đối tượng đó, đối với những cái đối tượng mà khả ái ấy, quý vị, thì vậy khi mà chúng ta thực hành những cái pháp nào á mà đưa đến cái sự xả ly, khi mà chúng ta thực hành những cái pháp nào mà đưa đến cái sự xả ly á, nhàm chán, không có sự dính mắc đó, đối với các thì Đức Phật này dạy rằng á,
tham ái là nhân sanh khổ. Dạ, Đức Phật ngài dạy rằng tham ái là nhân sanh khổ, và đó cũng là nguyên nhân của sự sinh tử. Cho nên những cái pháp mà ngài dạy cho chúng ta đó, khi mà chúng ta hành theo, luôn luôn nó đi đến cái sự xả ly, dạ, cái sự giải thoát. Dạ, ví như là những cái pháp quán về sự bất tịnh chẳng hạn, vân vân. Dạ, nếu mà những cái pháp nào mà khi mà chúng ta thọ trì á, và khi mà chúng ta thực hành á, chúng ta thấy rằng có kết quả là cái tâm của chúng ta không có bị cái sự tham đắm, à, khiến cho tâm của chúng ta nó không có bị cái sự mà dính mắc, và cái pháp nào chúng ta hành cái tâm của chúng ta nó có cái sự xả ly, thì những cái pháp ấy chúng ta nên gìn giữ. Dạ, những pháp ấy chúng ta nên gìn giữ, cố gắng tiếp tục hành trì những cái pháp ấy, thưa quý vị. Dạ, thì nhưng mà còn ngược lại thì sao? Dạ, nếu còn ngược lại, những cái pháp nào mà khi mà chúng ta thực hành khiến cho tâm của chúng ta nó trở nên có cái sự mà có cái sự đa tham, dạ, nó kích thích đi cái lòng dục vọng ở trong chúng ta, à, nó tăng trưởng cái sự tham ái của chúng ta, thì những cái pháp ấy chúng ta nên nhận biết rằng, à, chúng ta nên nhận biết rằng những cái pháp này là phi Phật pháp, nha, là những cái pháp này không phải là lời dạy của Đức Phật, à, và khi mà nếu mà chúng ta mà hành theo những cái pháp này á, thì chúng ta sẽ bị những cái bậc trí họ chê trách, chúng ta sẽ bị cái quả báo khổ đau trong cái tương lai của chúng ta, dạ. Vì vậy cho nên á, chúng ta nên từ bỏ những cái pháp ấy, dạ, cho nên chúng ta nên từ bỏ những cái pháp ấy, à, và kính thưa quý vị, ngày nay á, đôi khi á, thì chúng có đôi khi mình quý vị có thấy là những cái hình thức tu tập mà chủ trương họ cố chấp, chúng ta không có nên quá cố chấp những cái điều nhỏ nhặt, dạ. Ví dụ như là giới khinh hoặc là những cái sự gìn giữ nó cố chấp như vậy, dạ, à, đó là một cái sự ràng buộc, dạ, đó là một cái sự ràng buộc, thì chúng ta nên có cái sự xả ly đối với những cái điều đó, dạ. Thì kính thưa quý vị, có nhiều người á, họ thấy vậy họ lại cho rằng á, cái sự cố chấp ấy là cái sự giải thoát đó, thưa quý vị, à, có nhiều người họ lại có quan điểm là cái sự cố chấp đó mới là cái sự giải thoát. Thật sự á, và như vậy đó là một cái sự cái điều đó là một cái sự rất là nông nổi và hết sức là sai lầm, nông nổi hết sức là sai lầm. Vì giới luật là cái sự ngăn ngừa của các tội lỗi và ngăn ngừa các ác xấu từ nhỏ cho đến lớn, và vì nếu mà chúng ta gìn giữ giới luật á, nếu mà chúng ta gìn giữ giới luật đó không phải là cái sự ràng buộc đâu, thưa quý vị. Khi chúng ta gìn giữ giới luật không phải đó là sự ràng buộc, mà là để cho chúng ta có cái sự, để cho chúng ta không có làm nô lệ cho tham ái. Chúng ta giữ giới luật để chúng ta có cái sự làm không phải là làm nô lệ cho tham ái. Dạ. Cho nên á, khi mà người Phật tử chúng ta phải cố gắng thận trọng khi mà chúng ta chấp nhận hoặc là chúng ta gìn giữ bất cứ một cái điều gì đối với những cái điều gì thì đôi khi á, có những cái phần tử ở trong tăng chúng cũng vậy, dạ, à, thì đôi khi họ có cái sở thích là đôi khi họ có những cái sở thích cá nhân á, cho nên khi đó họ sửa đổi giới luật theo ý thích của mình, dạ, rồi khi mà họ sửa giới luật theo ý thích của mình rồi họ lại dạy cho những người khác. Cho nên chúng ta phải dè dặn, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta lấy trí tuệ mà chúng ta suy xét, dạ, chúng ta phải lấy trí tuệ để chúng ta suy xét, để chúng ta làm chi, để chúng ta khỏi bị lầm những cái điều mà phi pháp luật, dạ, để chúng ta khỏi bị lầm về những cái điều phi pháp luật, dạ, để chúng ta khỏi bị lầm về những cái điều phi pháp luật. Thì tiếp theo thì chúng tôi xin trình bày đến cái pháp thứ hai, à, là thế nào là pháp đưa đến cái sự đoạn diệt phiền não, không phải là đưa đến cái nhân phiền não, dạ. Thì kính thưa quý vị,
Phiền não là gì? Dạ, đây chúng ta đặt ra một hỏi, phiền não là gì? Phiền não là những cái pháp làm cho tâm của chúng ta nó bị ô nhiễm. Dạ, phiền não là những cái pháp mà làm cho tâm chúng ta nó bị ô nhiễm, nó bị uế nhiễm. Ví dụ như là ví như là tham sân si vân vân. Dạ, thì khi mà chúng ta bị những cái pháp mà nó pháp này nó sanh khởi lên á, thì nó sẽ khiến cho tâm của chúng ta nó trở nên bất tịnh. Dạ, thì nó sẽ khiến cho chúng ta có cái sự bị sai khiến, nó sai khiến thân của chúng ta, khẩu chúng ta, nó sai khiến thân chúng ta, khẩu chúng ta, sai khiến làm những gì, làm những cái chuyện xấu ác tội lỗi vân vân. Dạ, thì kính thưa quý vị, đối với pháp mà để mà diệt trừ những cái phiền não, dạ, là những pháp nào mà khi mà thực hành nó có cái hiệu năng thanh lọc những cái ô nhiễm ở trong tâm. Pháp nào mà chúng ta thực hành mà nó có cái hiệu năng mà thanh lọc những cái ô nhiễm ở trong tâm, hay là hoặc là nó dứt tuyệt những cái pháp tùy miên á, những cái pháp thì tùy miên phiền não á, khiến cho tâm của chúng ta trở nên trong sạch, không có sự uế nhiễm, như là ở đây như là những cái pháp như là pháp hành về thiền quán, vipassana vân vân. Dạ, thì khi nào mà quý vị dùng cái trí tuệ để bị trắc nghiệm á, hay là quý vị thấy thấy biết là như vậy á, thì quý vị nên hiểu rằng đây là thiện, đây là điều mà chúng ta nên thực hành, đây là điều mà hợp pháp. Dạ, đây là điều hợp pháp, đúng với pháp và luật của Đức Phật. Dạ, đối với những cái lời Đức Phật dạy á, thì sau khi mà quý vị nhận thức được cái sự như vậy á, thì quý vị nên có cái sự cố gắng hành theo. Dạ, thì còn mà nếu mà ngược lại á, thưa quý vị, ngược lại thì khi mà quý vị thực hành những cái pháp nào á mà quý vị cảm thấy cái phiền não nó chưa sanh, nó được sanh khởi, hoặc là nó đã sanh thì nó được tăng trưởng hoãn đại á, thì như vậy như là tham sân si, thì quý vị nên biết rằng đây là những cái pháp bất thiện. Dạ, đây là những cái điều mà chúng ta không nên thực hành. Dạ, và quý vị và quý vị nên 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 kết luận rằng á, đây là những cái điều mà phi pháp đây là những cái điều phi pháp luật, đây là những điều phi pháp luật, đây là những điều không phải là đây là không phải là pháp của Đức Phật dạy, không phải là lời dạy của Đức Phật đó. Dạ, thì sau khi mà quý vị mà biết rõ được á, thì quý vị hãy từ bỏ những cái pháp thực hành nào mà nó khiến cho những nhân phiền não chưa sanh được sanh khởi, mà đã sanh thì tăng trưởng quảng đại. Nếu như mà chúng ta trắc nghiệm thấy cái đường lối tu tập của chúng ta, những pháp hành của chúng ta đang đang theo học á, mà nó có những cái hiện tượng những cái hiện tượng phát sanh phiền não, nhân phiền não á, thì chúng ta nên biết rằng đó không phải là pháp, đó không phải là luật của Đức Phật, đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Dạ, kính thưa quý vị, thường á thì cái tâm phàm phu của chúng ta đó, khi mà nó đối chiếu với những cái cảnh trần á, thì phiền não nó thường sanh khởi theo một cái thói quen. Dạ, thì nó thường phiền não thường sanh khởi theo thói quen, thì do đó cho nên á, các cái pháp mà thụy miên á, các pháp thụy miên nó khi mà nó có cơ hội thì nó sẽ phát sanh lên. Dạ, khi nó có cơ hội nó sẽ phát sanh lên, cho nên nó khi mà chúng ta thực hành cái pháp mà của Đức Phật á, thì khi chúng ta cảm thấy có sự khó khăn, chúng ta cảm thấy có sự khó khăn ở đây, cảm thấy sự khó khăn, thì ở đây kính thưa quý vị, chúng tôi có một cái ví dụ. Dạ, cũng như là cái tâm của chúng ta, khi mà chúng ta thực hành cái pháp mà cảm thấy khó khăn ấy, thì chúng tôi có ví dụ như là cái tâm của chúng ta nè, thì nó cũng như là một cái con thú hoang vậy đó. Dạ, một con thú hoang, nó luôn liên tục nó chuyền đi chỗ này đi chỗ nọ, chuyền từ cành này sang cành nọ. Dạ, cho đó là cái bản thú tính của nó ở trong cái rừng xanh. Dạ, thì khi mà có một cái người á, một người mà họ đem những cái con thú đó về mà để họ huấn luyện đó, thì khi mà họ đem về huấn luyện cho nó thuần thục á, thì như vậy
Đó là một cái điều mà rất là khó khăn đúng không thưa quý vị? À, thì con thú hoang ở ngoài hoang dã mà mình mang nó về mình huấn luyện nó rất là khó khăn. Dạ. Thì cũng vậy, khi mà một người mà họ quen sống với cái đời sống mà khi mà một người mà họ quen sống với cái đời sống phóng dật đó, buông lung á, thì khi mà họ khép mình vào cái khuôn khổ giới luật á, thì họ thì khi đó khi mà họ bị khép mình vào khuôn khổ giới luật á, học hay là các điều giới á, của Đức Phật này đã dạy đó, thì lúc bấy giờ họ lại đâm ra cái sự mà thấy khó chịu. Thì lúc bấy giờ thì họ lại đâm ra cái sự khó chịu, thấy cái sự đó là cái sự khó chịu. Thì ví dụ như là có một số người họ cảm thấy cái sự tu tập này là khó quá, hay là tu là khổ, tu tu khổ quá, tu không nổi, và họ từ bỏ, họ không có tu tập nữa. Cho nên một số người họ họ có những cái quan điểm như vậy. Thì nhưng mà còn ngược lại thì sao? Còn ngược lại có một số người á, ngược lại là có một số người họ vì ngược lại có một số người họ vì danh lợi nữa thưa quý vị, cho nên họ không thể nào mà từ bỏ khi mà lúc bấy giờ họ lại sửa đổi cái lúc bấy giờ đó, họ không có từ bỏ những cái điều đó mà lại họ lại sửa đổi gì, sửa đổi các cái giới luật hoặc là các cái giáo thuyết của Đức Phật để như vậy thưa quý vị, để hợp với cái lối sống của họ. Để hợp với cái lối sống của họ. Do đó khi mà những người khác á, khi mà họ họ mang những cái đó ra họ dạy đến cho những người khác á, khi mà họ hành những người khác họ hành theo á thì sai lầm. Khi đó họ có một cái sau khi họ có một sự sai lầm đó, họ không có chịu chịu suy xét về những cái tám cái điều này á, thì họ sẽ có một cái hậu quả rất là tai hại. Do đó cho nên á, cái người Phật tử của chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà suy xét cái thật là kỹ càng. Phải dùng trí tuệ để suy xét cho thật là kỹ càng. Và khi mà đã suy xét xong kỹ càng rồi á, thì lúc ấy á, quý vị thấy là những cái điều nào chúng ta thấy đó là chúng ta thấy pháp đó, nó khi mà chúng ta thực hành đó, nó khiến cho tâm của chúng ta nó trở nên có cái sự nó trở nên có sự không có sự chi túc đó, thì chúng ta cần phải từ bỏ, không có nên thực hành theo. Vì vì sao vậy? Vì đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Còn ngược lại như thế nào thưa quý vị? Còn ngược lại thì chúng ta nên hành trì theo. Vì rằng điều đó Đức Phật ngài khuyến khích đối với những cái vị sống có cái hạnh chi túc. Đức Phật ngài khuyến khích đối với những cái vị có sống có cái hạnh chi túc. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép trình xin được trình bày pháp thứ 8 đi. Pháp thứ 8 là và cũng là pháp thứ 8 này cũng là cái pháp cuối cùng ở trong cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Và đó và pháp thứ 8 là gì? Đó là thế nào là pháp đưa đến cái sự dễ nuôi, không có đưa đến cái sự mà khó nuôi. Nghĩ kính thưa quý vị, dễ nuôi có nghĩa là như thế nào? Dễ nuôi có nghĩa là cái đời sống của chúng ta nó có cái sự dễ dãi trong cái việc mà ăn uống, trong cái việc mà ăn mặc, trong cái việc mà chỗ ở vân vân. Thì như vậy một người mà họ có cái sự mà dễ dễ nuôi đó thưa quý vị, thì cái người đó sao? Người đó họ có một cái nếp sống mà giản dị, thích hợp với mọi cái hoàn cảnh hiện tại, và họ không có cái sự đòi hỏi tầm cầu thái quá. Như là ví như là họ họ không có sự tầm cầu thái quá, như là họ ăn ăn họ không có tầm cầu cái sự ngon. Hay là theo ý muốn của hoặc là đòi hỏi những cái như thế này như thế kia. Thì cái việc ăn mặc và việc chỗ ở cũng vậy. Thì như vậy cái sự mà dễ nuôi á, nó có cái lợi ích. Đó là lợi ích gì đây?
Nó có lợi ích là ngay trong cái hiện tại á, thì cái sự dễ nuôi nó có cái lợi ích là nó làm cho chúng ta trong cái đời sống không có cái sự phiền hà bận rộn, không có sự phiền hà bận rộn, không có cái có phiền mình và những cái người mà cấp dưỡng, những người mà cấp dưỡng cho mình. Thì điều đó đối với một người tu sĩ á, và đối với một người tu á, đối với một tu nhất là cái giới xuất gia, người tu sĩ đó thật, họ cần một cái vị đó, cần cái sự mà sống, sống cần phải có cái sự là sống cần ở những cái sự, những cái vật thực nơi ở những cái hàng thiền tính, hàng cư sĩ á. Cho nên Đức Phật ngài dạy á, đối với một cái vị mà xuất gia thì nên đi trì bình để mà khất thực, nên đi trì bình uống thực, để chi vậy, để có chi dụng nấy thôi, và không có đòi hỏi món này món nọ. Như là nhưng mà trừ một vài cái trường hợp quý vị, nhưng mà trừ một vài trường hợp đặc biệt á, như là khi mà vị tỳ kheo hay là vị tu sĩ mà bệnh á, hay có vài cái món đặc mà cần phải kiêng cữ, như là khi mà chúng ta bệnh, chúng ta ăn những cái món nó không có hợp với cái cơ địa chúng ta có thể bị phát bệnh nặng hơn, thì chúng ta nên kiêng cữ trong cái thời gian chúng ta điều trị bệnh. Hoặc là những cái món nào mà những cái món nào mà nó không hợp theo lẽ đạo thì chúng ta cũng nên không có, một cái đối với người tu sĩ cũng không có đưa nên dùng những cái món vật thực như vậy, những cái món đồ vật như vậy. Và khi mà chúng ta thực hành như vậy á, thì cái đời sống của chúng ta nó có được, chúng ta nó được cái sự mà dễ dàng, không có bị phiền muộn, bởi bởi vì bởi các cái việc mà nó không có đáng, nhất là đối với cái việc ăn uống á, do những cái nhân trên đó. Khi mà chúng ta mà muốn chấp nhận một cái giáo điều nào á, thưa quý vị, mà chúng ta thấy cái pháp đó nó sẽ làm cho chúng ta có cái sự mà khó nuôi á, thì chúng ta nên nhận thức rằng pháp ấy là phi pháp, pháp ấy là phi pháp, pháp không đúng với lời dạy của Đức Phật. Vì sao vậy? Quý vị biết là có một vị tỳ kheo á, hay là một vị tu sĩ nói chung á, là vị đó Đức Phật ngày hằng khuyên ngày một đối với một vị tu sĩ thì phải đi trì bình cất thực. Thì á, khi mà đi trì bình khất thực như vậy á, thì người ta đặt cái gì thì mình dùng cái đó. Người ta đặt đồ ăn ở đây, chúng tôi ví dụ như người ta đặt đồ ăn chay á, thì bữa đó mình ăn chay. Người ta đặt đồ ăn mặn á, thì bữa đó người mình ăn mặn. Người ta đặt chè á, thì bữa đó mình ăn chè. Chứ mình đâu có mình đâu có được đòi hỏi sau này không có thịt hay là không có cá hay là không có gì đó. Mình đâu có được đòi hỏi như vậy. Cho nên ở trong cái điều thứ 8 này á, là Đức Phật dạy là pháp nào đưa đến cái sự mà dễ dễ nuôi, thì pháp đó là pháp của Đức Phật dạy. Thì chúng ta cũng như đó quý vị, cũng như là khi mà chúng tôi là người ta mà bán cái chư tăng buổi sáng và buổi trưa là chỉ những cái đồ là cái chúng ta học theo cái cách, học theo cái hạnh dễ nuôi mà Đức Phật ngài đã dạy cho chúng ta. Chứ không phải là trời ơi tôi ăn chay mà sao mà hôm nay để con khô vô cái bát tôi vậy, làm những cái điều như vậy á, thì khiến cho cái người tín thí á, họ có cái sự hoang mang, họ có sự bối rối, họ có sự bận rộn. Mà trong khi đó Đức Phật ngài dạy là chỉ có mình đi đến người ta, mình đi khất thực á, là người ta cho mình, người ta co phát lên cái lòng
bố thí á, người ta cho mình cái gì mình dùng cái đó à, chứ mình không có được đòi hỏi là phải biết như vậy phải như vậy à. Cho nên chúng ta cần phải từ bỏ những cái pháp nào mà đưa đến cái sự mà nan nan dũng, có nghĩa là cái sự dễ khó nuôi đó. Nếu mà chúng ta cảm thấy cái pháp nào khiến cho chúng ta trở nên cái sự dễ nuôi á, thì chúng ta nên thực hành theo những cái pháp ấy à, đó là vì đó là pháp mà Đức Phật ngài đã tán dương khen ngợi. Dạ, đó là pháp mà ngài đã tán dương khen ngợi và hằng dạy cho các hàng đệ tử như vậy. Dạ thì kính thưa quý vị, và như vậy chúng tôi đã trình bày với quý vị về tám cái pháp và tiêu chuẩn để cho chúng ta so sánh và chúng ta biết thế nào là Phật pháp à, thế nào là pháp và luật, thế nào là Phật pháp, thế nào là phi Phật pháp, điều nào là do Đức Phật dạy, điều nào là không phải là do Đức Phật dạy. Dạ thì khi mà chúng ta biết được những cái điều này á, thì chúng ta trở nên chúng ta phải có cái sự trắc nghiệm bằng trí tuệ của chúng ta. Dạ, trí tuệ thông thường của chúng ta. Dạ để mà để như vậy để chúng ta nhận xét, để chúng ta nhận xét những cái gì, những cái pháp tu mà chúng ta đang học hỏi, chúng ta đang hành đó à, chúng ta nhận xét những pháp tu chúng ta đang học và chúng ta đang hành đó à, để xem coi để chúng ta tránh rơi vào những cái trường hợp mà lầm lẫn. Dạ đáng tiếc, những cái trường hợp lầm lẫn đáng tiếc, và chúng ta khi đó và thực hành một cách mù quáng á, những cái điều mà không có lợi ích để rồi không có đạt được những cái kết quả mà mình đã mong muốn. Dạ thì kính thưa quý vị, đối với cái thái độ mà cân nhắc như vậy á, đó không phải là cái sự hoài nghi si ám đâu thưa quý vị, mà đó là một cái thái độ mà thật là thận trọng khi của cái trí tuệ. Vì chính Đức Phật á, ngài đã nhiều lần tán dương khuyến khích. Dạ tán dương khuyến khích điều gì? Tán dương khuyến khích cái người Phật tử cần phải nên có cái thái độ như vậy à, là có thể suy xét trước khi mà mình chấp hành một cái điều gì. Thì kính thưa quý vị, thì ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn á à, bài kinh Maha Parinibbana đó, ở trong kinh Trường Bộ á, thì Đức Phật ngài dạy rằng á, khi mà tức là ngài dạy rằng là khi mà các ngươi nghe một cái điều một khi mà các ngươi nghe một hay là nhiều vị tỳ khưu á có một cái sở hành một uyên thâm á, hoặc là nhiều vị mà tỳ khưu mà có cái sự đa văn nói lên những cái điều mà nói lên những cái điều gì đó mà bảo rằng đây là pháp của Đức Phật, đây là luật của Đức Phật á, và đây là giáo lý của Đức Thế Tôn, thì các ngươi không nên vội tin mà cũng không nên vội bác bỏ. Mà nên dùng cái trí tuệ để mà nghiên cứu, mà nếu như mà thấy phù hợp á thì nên mà thọ trì. Dạ thì nên thọ trì, còn nếu mà thấy không phù hợp thì nên loại bỏ. Dạ kính thưa quý vị, qua kim ngôn trên á của Đức Thế Tôn á, thì chúng ta hiểu rằng á, ngài đã thận trọng nhắc nhở cảnh cảnh giác cho chúng ta, cảnh trai cho chúng ta trong cái việc mà chấp nhận hay là hành trì các cái giáo điều nào mà để cho chúng ta các cái giáo điều nào mà để nhầm lẫn gây ra cái sự mà tai hại. Thì cũng cũng như có câu nói là một cái nhà thuốc á, một cái nhà thuốc mà nó làm nó lầm á thì nó giết chỉ chết chỉ có một đời thôi. Dạ còn một nhà văn lầm á, thì nó hại cả một cái thế hệ. Thì cũng như vậy nếu một người tu sĩ mà lầm lẫn á, thì á, vô lượng kiếp nó có cái sự nếu mà một cái người người tu sĩ mà có cái sự 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 lầm lẫn á, thì nó hại vô lượng kiếp quý vị, hại vô lượng kiếp. Thì như vậy cái hành động cân nhắc, cái thái độ dè dặt không phải là do không phải đó là không phải là một cái sự hoài nghi, không phải là bất thiện, mà là một cái sự sáng suốt, một cái sự đúng pháp cần phải có đối với một cái người Phật tử của chúng ta. Dạ đó là một cái sự sáng suốt cần phải có người Phật tử của chúng ta à. Thật sự ra thì
Chúng tôi rất là mong rằng đó là ở trên cái con đường mà tu tập, cái người Phật tử của chúng ta sẽ luôn luôn có một cái thái độ như vậy để thực hành một cái thực hành cho đúng đắn và tốt đẹp cái con đường mà giải thoát thanh cao mà chúng ta đã chọn. Đó, đúng đắn con đường giải thoát thanh cao chúng ta đã chọn. Và bây giờ là chúng tôi sẽ đọc lại tám cái pháp mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đã học qua. Pháp đầu tiên á, là chúng ta nên thẩm xét là pháp nào mà đưa đến cái sự tham dục á, thì chúng ta không nên hành theo, không phải đó không phải là pháp của Đức Phật. Cái pháp thứ hai á, là pháp nào mà đưa đến cái nhân phiền não á, thì chúng ta không có nên hành theo, đó không phải là pháp của Đức Phật. Cái pháp thứ ba là pháp nào mà đưa đến cái sự khổ đau á, thì chúng ta không có nên hành theo vì đó không phải là pháp của Đức Phật. Còn pháp thứ tư là cái pháp nào đưa đến cái sự đa tham á, thì chúng ta không có nên hành theo vì đó không phải là cái pháp của Đức Phật. Còn pháp nào mà nó đưa đến cái sự tụ tập ồn ào á, thì chúng ta không có nên hành theo vì đó không phải là pháp của Đức Phật. Pháp thứ sáu là pháp nào mà đưa đến cái sự lười biếng, không có cái sự tinh cần á, thì chúng ta không nên hành theo vì đó không phải là pháp của Đức Phật. Và thứ bảy là pháp nào mà đưa đến cái sự khó khó nuôi á, thì chúng ta không có nên hành theo vì đó là pháp không phải là pháp của Đức Phật. Còn cái pháp thứ tám là pháp nào mà đưa đến cái sự mà không chi túc á, thì chúng ta không có nên hành theo vì đó không phải là pháp của Đức Phật. Còn ngược lại, pháp nào mà nó đưa đến cái sự ly tham á, thì chúng ta nên hành theo vì đó là pháp của Đức Phật. Pháp nào nó đưa đến cái sự diệt trừ phiền não á, thì chúng ta nên hành theo vì đó là pháp của Đức Phật. Pháp nào nó đưa đến cái sự an vui á, thì chúng ta nên hành theo vì pháp đó là pháp của Đức Phật. Thứ tư là pháp nào nó đưa đến cái sự thiểu dục thì chúng ta nên hành theo vì đó là pháp của Đức Phật. Thứ năm là pháp nào đưa đến cái sự thanh tịnh độc cư á, thì chúng ta nên hành theo vì đó là pháp của Đức Phật. Thứ sáu là pháp nào mà đưa đến cái sự tinh cần tinh tấn á, thì chúng ta nên hành theo vì đó là pháp của Đức Phật. Pháp thứ bảy là pháp nào mà đưa đến cái sự dễ nuôi á, thì chúng ta nên hành theo vì đó là pháp của Đức Phật. Pháp thứ tám là pháp nào mà đưa đến cái sự chi túc á, thì chúng ta nên hành theo vì đó là pháp của Đức Phật. Thì như vậy thì như vậy chúng tôi đã vừa liệt kê ra tám cái pháp mà để cho chúng ta có cái sự thẩm xét, để chúng ta có cái đường lối tu tập nó thật là nó không có cái sự nghi ngờ nghi vấn là không biết đây là có phải là pháp của Đức Phật hay không, hay là không biết đây điều này có đúng hay không, hay là có sai không. Quý vị cứ căn cứ ở pha tám cái pháp mà chúng tôi đã nêu lên, và khi đó những cái pháp nào mà chúng ta thấy hợp với một trong tám pháp này á, thì đó chính là pháp của Đức Phật. Còn đối với những cái pháp nào mà không hợp thì chúng ta nên diệt trừ, hoặc là chúng ta nên ngăn chặn những cái pháp đó, chúng ta không nên hành theo. Nếu như chúng ta đã hành rồi á, thì chúng ta nên từ bỏ những cái pháp đó. Thì giờ đây thì cũng vừa phải lẽ, và chúng tôi xin xin phép dứt lời tại đây. Trước khi kết thúc thời pháp ngày hôm nay, chúng tôi xin chia phần phước này đến cho tất cả chư tôn đức tăng đang có mặt hiện diện trên room pháp cú kinh chuyên đề tối hôm nay. Xin chia điều phần phước này đến cho quý cô tu nữ cùng quý Phật tử, đồng thời cũng xin dâng phần phước này đến cho các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chùa Đức nơi chúng tôi đang cư ngụ. Và cuối cùng thì chúng tôi mong rằng quý vị luôn được có cái sự tỉnh giác, luôn được có cái sự suy xét đối với pháp và luật của Đức Phật. Cuối cùng nguyện cho quý vị được có sự thiểu bệnh kinh an, giác tâm tăng trưởng, bồ đề tâm viên mãn. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Chúng tôi xin phép được xuống mic và kính chúc quý vị luôn sự an vui. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức pháp hạnh rất là nhiều, đã nói tám cái chi pháp mà không phải là pháp của Đức Phật, cũng như tám chi pháp mà là phi pháp. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư.
Dạ. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi phước chúc cho đạo tràng. Dạ con không biết thượng tọa minh hạnh con nghe được âm thanh của con. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ con kính dâng bích danh sư. Phật Phật tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay văn kinh chiếc cú sa la cầm măng cặp tập bằng ký đi văn ma ma ca dê na qua cha ma na sa tỳ đa xê sự gà tăng ca tăng dê sa ta san ni no a thi dê cha sa ta a san ni no ca tăng quỳnh a pha lăng mây hăng sa bê pha ghi Pháp quan tu tê dê tăng ca tăng sư quy đi tăng đền năng bùn nhà phà lăng ma gia dê cha ta thà na cha nan tỳ đệ qua ganh to ni dê đa dùm sạp bê đầu cầm hì dê sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma muốn năng phô cha năng sạp bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti Akasatha japumatha devanagamahe thika bunyang no anumodan tikirang rakantusa sanang Akasatha japumatha devanagamahe thika bunyang no tu nô ca ru a ca sa tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hệt thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khanh tu nha ta vô a ca sa tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hệt thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khanh tu ba ni nô a ca sa tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hệt thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khanh tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều Long vương thần lực có nhiều a đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi a các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu a tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh Nam mô Bụt Tha dạ Nam mô Tham Ma dạ Nam mô Sang Kha dạ chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được cho học pháp và tín pháp đến với chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên Phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong pháp cú kinh chuyên đề, nhất là xung quanh chùa Vũ Đức.
Chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong pháp cú kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ, để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến với tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân nipanat sabat cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân nipanat sabat cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân nipanat sabat cha vô hồ túc. Một lần nữa chúng con đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thỉnh nhân quả phước mà chúng con đã tạo được do học pháp và thính pháp đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú, anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm pháp cú kinh chuyên đề thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý cô chú anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 18 giờ giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng hỗ trợ cho rơm pháp cú kinh chuyên đề được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Buddhaya. Một lần nữa con đảnh lễ mà tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và con cũng xin chào tạm biệt đạo tràng. Nam mô Buddhaya. Con xin được phép khép cửa trung tâm dài dây tới.